những cái kiểu vượng nguyên thủy. Thì bây giờ nè, vậy như vậy cái data type và cái phía sau này a b c chấm phẩy, thì cái này là data type. Phía dưới này người ta gọi là gì? Cái phía sau data type người ta gọi là gì? Ví dụ int nè, plot nè, student nè, phía sau của những cái kiểu dữ liệu đó người ta gọi là gì? Biến, đúng rồi. Thì bây giờ nè, tôi gọi kr này là biến cũng được, bình thường đâu có sai đâu. Nhưng mà tại vì biến này có kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu tham chiếu nên tôi gọi đó là object. Rồi, khác nhau giữa cái kr này và cái k này thì một cái là class, một cái là object. Thì khác nhau sao? Cái k này á, cái k này là k này nè, là tôi chưa biết được cái màu cụ thể của nó là gì, màu đen, màu xanh, màu hồng, màu tím, nó chỉ là cái khuôn thôi, nó không phải là cái thật. Còn cái kr này mới là một chiếc xe thật sự. Đây là chiếc xe màu đỏ, là nó màu đỏ Toyota đã, tùy thuộc vào giá trị nó gán trong hầm khởi tạo. Bây giờ quay lại, tóm lại, khác nhau giữa data type, data type và class khác nhau sao? Data type là nó đang nói về một kiểu dữ liệu chung. Còn class là một trường hợp đặc biệt. Đây là kiểu dữ liệu tham chiếu. Thì thằng này, thằng data type nó bao gồm data type. Trong đây có gồm có class và kiểu dữ liệu nguyên thủy. Rồi. Data type mình nó bao gồm hai cái này. Rồi biến, tới biến và object. Biến là variable và object. Biến là tên gọi chung của những cái tên đại diện để mình reference tới vùng nhớ. Còn object cũng là biến, nhưng mà object này là biến kiểu dữ liệu tham chiếu. Rồi quay trở lại đây, nhìn đây, đây là người ta là gọi là class, đây mỗi thằng này người ta gọi là object, mỗi thằng này object hay object. Rồi bây giờ câu hỏi, khác nhau giữa object obj và class là chỗ nào? Nhìn vô đây, class nó có này, object nó có này, thì bây giờ khác nhau làm sao? Khi đọc thông tin về một class, mình có biết con chó này tên gì không? Con chó này tên gì không? Nó chỉ là cái khuôn thôi. Nó chỉ biết là con chó sẽ có tên, sẽ có trọng lượng, sẽ có màu tóc, sẽ có thuộc dòng nào đó. Rồi. Còn cái object này, con chó này tên là ngáo cỏ, nặng 50 kg, màu hung đỏ. Class á, nó chỉ có đặc điểm và hành vi thôi. Trong đặc điểm nhưng mà nó không chứa dữ liệu trong đó. Chỉ có object mới chứa dữ liệu. Rồi, khác nhau giữa hai cái object này chỗ nào? Khác nhau giữa object 1 và object 2 này khác nhau chỗ nào? Giữa con ngáo cỏ với con ngáo đá là khác nhau về cái gì? Nó giống nhau trước đi, nó giống nhau chỗ nào? Nó giống nhau là nó cùng là mô tả cho một con chó, mô tả cho con chó. Nó khác nhau. Nó khác nhau là cái dữ liệu của nó mô tả khác nhau. Dữ liệu của nó mô tả là dữ liệu là ngáo cỏ nè, 50 nè, ngáo đá nè, 60 nè. Rồi quay trở lại bên đây. Rồi. Câu tiếp theo. Câu hỏi đây 1. Hai xe này giờ quay lên đây. Hồ Gia Mẫn.
Hồ Gia Mẫn có đây không? Dạ có thầy. Nè, khác nhau giữa hai cái xe nè, chiếc xe màu xanh và chiếc xe màu đỏ là cái gì? Dạ nó khác màu, khác tên. Đúng rồi, nó khác màu, khác thương hiệu, khác về cái loại động cơ. Rồi, giống nhau của hai cái này là cái gì? Nó đều là một chiếc xe. Nó đều là mô tả cho chiếc xe. Rồi bây giờ tới chiếc xe trên đây. Chú ý tôi nói lại, chiếc xe này không phải là chiếc xe màu đen nha. Đây là chiếc xe thôi. Màu đen tức là không biết màu đó. Khác nhau giữa chiếc xe màu xanh và chiếc xe trên đây là cái gì? Dạ chiếc xe ở trên là nó chưa biết được màu, chưa biết thương hiệu. Nó chưa biết gì hết, nó chưa có data gì hết. Nó chỉ là cái khuôn thôi, nó chỉ là khai báo là đặc điểm, nó có đặc điểm này, nó sẽ có đặc điểm về màu, thương hiệu, dòng. Còn dưới đây là cụ thể hóa nó ra là nó đã biết được là màu gì, thuộc dòng gì, rồi nhiên liệu chạy dòng gì. Rồi rồi bây giờ quay lại tiếp theo người khác ơi. Ngô Tố Anh, Anh khác nhau giữa giữa gì? Data type với object là gì? Data type và class là khác nhau sao? Dạ, data type thì nó chỉ kiểu dữ liệu, còn class trong đó là nó có chứa toàn bộ mọi thông tin về những cái đặc điểm rồi những cái phương thức hành động của cái đối tượng đó. Em nói lại được không? Data type là kiểu dữ liệu là đúng rồi, ok. Vâng. Rồi, còn cái class. Cái class thì trong đó nó chứa mọi cái đặc điểm và cái phương thức hành động của một cái đối tượng nào đó. Ừ. Thì sao? Thì hàng này cái này có liên quan gì nhau đâu? Thì giờ em đang nêu định nghĩa hai cái này nè, đó đúng rồi, định nghĩa đúng rồi. Class là bao gồm những đặc điểm và những cái hành động của nó. Tức là class gồm property với methods. Property dùng để miêu tả các đối tượng, miêu tả đối tượng này. Còn các cái method là biểu diễn cho hành động của đối tượng này. Rồi. Thì bây giờ giữa data type và class nó khác nhau chỗ nào? Cái data type dùng để làm gì? Là xác định cái kiểu dữ liệu mà của cái biến đó. Là xác định cái kiểu dữ liệu của biến, cái kiểu dữ liệu của biến để làm gì? Hả? Ví dụ nè, kiểu dữ liệu tôi INT thì tôi xác định đây là kiểu INT thì để làm gì? Dạ để cấp phát bộ nhớ trong đây. Đúng rồi, để cấp phát bộ nhớ cho tương ứng. Class như vậy, class nó là tập hợp của nhiều kiểu dữ liệu nguyên thủy ở đây, đúng không? Đặc điểm của nó là, đặc điểm của nó là mỗi đặc điểm là một kiểu dữ liệu nguyên thủy hoặc kiểu dữ liệu tham chiếu cũng được, nhưng mà vốn dĩ là kiểu dữ liệu tham chiếu phải được hình thành từ nhóm những kiểu dữ liệu nguyên thủy. Thì cái class này mình khai báo, class này nó phải khai báo để nó biết được là bộ nhớ nó cấp phát bao nhiêu và chỗ nào gì đó. Thì bây giờ giữa class và data type nó cũng y chang nhau nè, nó cũng khai báo cho GVM là cấp phát cho tao bao nhiêu vùng nhớ. Rồi trên data type INT nó cũng cấp phát cho tao bao nhiêu vùng nhớ. Thì class nó cũng gọi là data type được, INT cũng gọi là data type. Vậy túm lại data type là tên gọi chung của kiểu dữ liệu, gồm có kiểu liệu tham chiếu và kiểu liệu nguyên thủy. Tức là trong data type nó chứa luôn class á, hiểu không? Yeah. Rồi như vậy giữa con chó ngao đá với con chó chihuahua này nó khác nhau chỗ nào vậy anh? Hai con chó này khác nhau chỗ nào? Dạ thưa thầy, nó phải khác nhau về những cái đặc điểm nhận dạng, ví dụ giống như tên gọi hoặc là số ký. Nó khác nhau về dữ liệu nó thể hiện. Đây,
Bên đây gọi là con chó ngao đá này là một instance của con chó của cái lớp đó. Này, cái con chó ngao đá này là một instance của lớp đó. Tức là cái ngao đá này là một hiện thực của lớp đó này. Đó này là một cái nó không có thực, nó chỉ là cái khuôn gì thôi, nó là cái hình mẫu để tạo ra những đối tượng. Và dot này nó không có tên rõ ràng, trọng lượng không rõ ràng, mấy cái tên này không rõ ràng. Và mình tạo ra cái gọi là cái instant á, instant của nó ta gọi là object. Thì object nó chứa đựng đầy đủ thông tin cụ thể. Rồi, tiếp theo. Mục tiêu của mình á, mục tiêu của môn học này là hướng dẫn mọi người đọc một cái requirement, sau đó ra được kết quả như vậy. Là mình sẽ có tên lớp là gì, có thuộc tính gì, kiểu dữ liệu gì. Rồi, sau đó nó có phương thức gì, phương thức gì. Thì bây giờ người ta hướng dẫn mình như sau. Thứ nhất, mình tìm trong đây là danh từ chính thì mình sẽ lấy nó làm tên lớp. Những danh từ phụ mà nó có bổ nghĩa danh từ chính mình lấy làm thuộc tính, field hay là property hay là attribute đều được. Property. Rồi, những động từ chính mà nó liên quan thể hiện những hành động của danh từ chính thì ta sẽ thành method. Method dùng để biểu diễn cho những hành động của đối tượng. Thuộc tính dùng để miêu tả đặc điểm của đối tượng. Tên lớp được lấy là do lấy là danh từ chính. Danh từ chính là những mình đọc đây nó đang nói về vấn đề gì, nó đang nói về cái chủ thể gì thì mình lấy cái đó làm tên lớp. Ví dụ student, mình đây là danh từ chính nè, mình lấy là tên lớp. Code name, năm sinh, địa chỉ, mình lấy làm thuộc tính. Rồi input, output, input vô một sinh viên, nhập thông tin sinh viên và output thông tin sinh viên. Hai cái này nó lấy là methods. Rồi, thường là phải nói là input student, output student, chứ cũng không ít ai để input output lắm. Rồi qua bên đây thì mục tiêu của mình là đọc xong cái này mình sẽ ra được cái code này trong Java. Nhưng mà trước đó mình phải qua cái bước này. Từ cái đoạn mô tả hồi nãy là thông tin sinh viên, viết chương trình, nhập thông tin sinh viên, có name gì đó các thứ, rồi có hàm input output, thì mình phải ra được cái UML này. Cái UML này, rồi từ cái UML này mình mới dùng ngôn ngữ Java để hiển thị như bên kia. Đây, đây là mình viết bên đây. Tóm lại, bước này là bước 1. Đây là bước 1, đọc cái đề, phân tích, gạch ra student, code, name, năm sinh, địa chỉ, input, output. Phân tích được danh từ chính, danh từ phụ. Này là động từ chính. Sau đó qua bước 2. Bước 2 là mình này, mình vẽ. Bước 2 là mình vẽ ra được cái này. Trong đây có student. Rồi cái fail là này, cái method này này. Rồi quay qua bước 3. Bước 3 của mình là hiện thực hóa nó trên code, trên ngôn ngữ Java bằng cái này. Rồi tiếp đây quay lại đây. Lê Vũ Lâm Duy. Duy, giờ làm sao tôi xác định được cái chữ student là tên lớp mà không là chữ khác? Dạ thì nó là chủ đề của cái đó. Cái đó là cái gì? Cái đề. Ừ, đó là chủ đề của, dạ, nó đang nói về cái đối tượng gì chính đang nói, đó là danh từ chính. Rồi tại sao người ta lấy code name via các thứ này nè, các này nè, để mà làm thuộc tính nó? À, tại vì đó là những đặc điểm của cái student. Ok, là danh từ, còn này là những hành động của nó. Thì bây giờ tóm lại, cái object của mình bao gồm cái gì? OBC, object của mình bao gồm là cái thuộc tính property cộng các hành động của nó là method. Rồi bây giờ tới cái class. Class nó sẽ có bao gồm cái gì? Property, property cộng các method.
Rồi tôi viết như vậy quá ra object với lại class nó giống nhau hả? Mấy đứa của anh Hải, Hải em thấy tôi ghi vậy sao? Ổn không? Nè, object nãy giờ mình phân tích nãy giờ rồi, cái này là đang là một class nè. Nè, class của mình có thuộc tính và phương thức. Object của mình cũng có thuộc tính và phương thức. Thì hóa ra là object với class nó giống nhau hay sao? Trong khi hồi nãy mình đang phân tích là class object nó khác nhau mà. Dạ không. Không hả? Sao? Lý thuyết thì object nó sẽ là con của thằng class. Tại vì là object nó là con của class. Không. Nó là ví dụ như là class nó chỉ là cái khuôn mẫu thôi, cái khuôn mẫu mà còn cái object á là nó được đúc từ cái khuôn đó. Thì sao? Thêm những cái mới. Em đang nói về kế thừa luôn rồi, em đang nói luôn khuôn kế thừa luôn á, mày nói về kế thừa luôn á. Không thì nó không. Thì hiểu không nói được thầy ơi. Tức là em hiểu là cái dạng như là object nó sẽ được tạo ra từ class đó, đúng không? Cho nên em nói là object là con của class. Nhưng mà object nó là instance, nó là hiện thực hóa của class chứ không phải là con là cái dạng khác. Bây giờ nè mình thấy nè. Ở đây người ta nói á, đây là một cái class, thì class có nè, thuộc tính nè. Thuộc tính nè, phương thức nè, có thuộc tính nè, phương thức. Object của mình vậy, object cũng có thuộc tính, phương thức. Nhưng mà cái thuộc tính của cái object nó chứa data trong đó. Còn thuộc tính của class nó có chứa gì đó không? Không. Dạ có. Không. Không. Đâu có đâu. Nó chỉ có tên thôi hả? Tên thôi. Nó là nó chỉ đặc điểm như vậy, nhưng mà đặc điểm như thế nào không biết. Giống như là sinh viên nè, nó sẽ có mã nè, tên nè, năm sinh, địa chỉ, hết rồi. Còn trong khi giả sử bây giờ tôi có một cái student 1, student 1 thì nó có mã là 03, cái code của nó là 03, rồi tên là Hòa, rồi năm sinh là những gì đó, rồi địa chỉ là ở đâu đâu đó. Thì nó khác cái chỗ này là property của object là nó có giá trị, có data. Còn property của class nó chỉ có tên thôi, nó chỉ có những đặc điểm thôi. Bây giờ giữa class và object thì cái thằng nào mang dữ liệu? Giữa class và object thằng nào sẽ mang dữ liệu? Class, object. Rồi, class và object thì ok, object mang dữ liệu. Thì trong đó object nó lại có như sao? Object nó cũng có là thuộc tính. Đâu rồi cái này? Đây. Object nó có thuộc tính và phương thức. Vậy đây, object nó có property và phương thức luôn. Thằng ngu quá, đằng bên này có sẵn không chịu làm tự vẽ kia. Cái object của mình, object thì có phương thức property và method. Người ta nói object nó mang dữ liệu thì dữ liệu nó được chứa ở đâu? Chứa trong property hay chứa trong method? Hả? Chứa trong property hay chứa trong method? Cái object nó mang đối tượng, object nó mang cái data thì data được chứa trong đâu? Trong property hay trong method? Property. Trong property, tại sao nó lại chứa trong property? Ví dụ là tức là property data đang nói là ngáo đỏ hả, ngáo cỏ 50 rồi hung đỏ ngao, còn cái vụ mà rượt mèo rừng này không phải là data hả, nhưng sao tại vì nó là hành động kiểu từng con khác nhau hả?
tròn khác nhau. Nè, tụi em sẽ thấy nè, bây giờ nè, người ta nói object nó có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính là dùng để mô tả những đặc điểm của object. Phương thức này, method, dùng để mô tả những hành động của cái object. Thì người ta nói là property nó sẽ mang đối tượng, tức là ổng mang data. Property là này là name nè, ngáo cỏ nè. Cái name này nó sẽ có gì? Cái name này, này trước cái name này nó sẽ khai báo cái gì? Hả? Rồi trước cái quay thì nó khai báo cái gì? Ví dụ string nó phải khai báo chứ, string name nè. Rồi. Người ta cái này người ta gọi là thuộc tính, là ví dụ string name nè, rồi tới int là quay nè. Này là bình thường, đứng bình thường, nó là biến bình thường, nhưng mà nó kết hợp lại trở thành là thuộc tính rồi, thuộc tính của con chó rồi. Khi đó cái name này nó là thuộc tính. Người ta nói thuộc tính nó mang data, tại vì nó có kiểu dữ liệu của nó. Khi mà có kiểu dữ liệu thì nó sẽ được cấp phát vùng nhớ. Khi cấp phát vùng nhớ thì nó chứa trong đây, thì nó gọi là mang dữ liệu, đúng không? Thì dữ liệu của mình ở đây là ngáo cỏ 50, còn rượt mèo rừng chỉ là những hành động diễn tả cho một cái hành động nào thôi, là hành động của con chó này khi rượt mèo là nó sẽ làm cái gì. Còn nhẹ nhẹ này là đang diễn tả cho cái hành động sủa của con chó này. Còn cái ngao nè, ngao là data, khung đỏ là data, được chưa? Có biết là tại sao class cũng được gọi là data type không? Đâu rồi? Bùi Văn Tuấn Lâm, Lâm. Em có biết là tại sao class người ta vẫn gọi là data type được đúng không? Biết không? Biết. Biết sao đâu, chỉ cho coi nè, ví dụ coi nè. Data type dùng để làm gì? Mục đích mình sẽ nói thì mình sẽ biết data type dùng để làm gì? Là khai báo biến. Để khai báo biến, đúng rồi. Đồng thời nó làm gì nữa? Nó khai báo biến. Mục tiêu của khai báo biến có kiểu dữ liệu để làm gì? Hả? Để làm gì? Cố gắng lên, rặn sắp ra rồi. Tính toán. Không, tính toán mày ơi, tính toán đâu. Mày thà mày không nói người ta còn nghi ngờ mình đó. Nghi ngờ mình còn biết, mình nói ra người ta biết mà không biết rồi đó. Em biết. Nè, cái data type của mình nè. Data type của mình nó dùng để khai báo cái kiểu dữ liệu của một biến nào đó. Cái kiểu dữ liệu dùng để khai báo cho bên trong cái CVM biết được là cái biến này cần bao nhiêu vùng nhớ để truy cập, cần bao nhiêu byte, cần bao nhiêu bit để lưu trữ giá trị. Đúng không? Đúng không? Ví dụ INT nè, đó mình cần 18 byte nè, INTX thì nó khai báo, sau khi báo xong thì nó biết được là cái này là kiểu data type của nó INT, do đó làm ơn làm phước cấp cho tôi một vùng nhớ 8 byte để tôi chứa giá trị cho nó nha. Rồi đó. Còn cái ví dụ student, ví dụ đi, cái này là cái này là string nha, cái này là int nè, rồi này là string luôn. Thì string là nó yêu cầu mấy bài vậy mấy đứa? Không, string không phải là kiểu dữ liệu tham chiếu nguyên thủy, đó là kiểu tham chiếu rồi khác. Thôi bây giờ đưa một ví dụ khác đi, con nào dễ đi, int đi. Giả sử cái này int hết nha, int hết, tất cả int thì nó cần 1, 2, 3, 4 là 32 byte để lưu trữ. Thì nó sẽ cấp cho mình 32 byte, mà 38 cái này 1, 2, 3, 4, rồi mỗi cái là 8 byte để lưu trữ. Đây là doc, cái lớp doc của mình thì nó cần như đây, cái int cần như đây. Do đó lý do tại sao người ta gọi doc vẫn là gọi là data type được. Mục tiêu của data type là báo cho bên cái hệ điều hành cấp cho là cái vùng nhớ, cái kích thước của vùng nhớ bao nhiêu để chuẩn bị cho việc xử lý lưu trữ dữ liệu.
Data type là báo cho hệ điều hành biết là mày cấp cho tao bao kích thước vùng nhớ bao nhiêu để tao chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu. Còn doc cũng vậy, doc nó cũng khai báo, class doc này nó cũng khai báo cho bên hệ điều hành cấp cho nó bao nhiêu vùng nhớ để lưu trữ dữ liệu. Thì cái phần lưu trữ dữ liệu là phần nào, là phần mà về thuộc tính sẽ được lưu trữ dữ liệu trong đây. Do đó nó là thuộc tính là mang dữ liệu, phương thức không có mang dữ liệu, phương thức thể hiện những hành động, những action nào đó nó có thể thay đổi giá trị của thuộc tính. Rồi sau quần hồi nãy giờ tới quay ra quay lại vụ class, object, data type, rồi vùng nhớ các thứ, rồi đứa nào mang dữ liệu, rồi khác nhau giữa data type, khác nhau giữa class, khác nhau giữa class, khác nhau giữa object, có được không? Có ai không được không? Có ai không hiểu ra không? Im lặng là đồng ý hết. Rồi, bây giờ mình đã biết cách để mà tìm ra được tên lớp, danh từ chính, danh từ phụ mà hỗ trợ danh từ chính là thuộc tính, động từ mà nó thể hiện hành động của cái danh từ chính là gọi là method. Rồi mình nhớ cái mô hình UML này nha, UML này mình nhớ này nha. Mình sẽ làm một bài assignment như sau. Bây giờ hiện tại đang có một cái mô tả là như sau. Tụi em sẽ làm bài lab đó, chứ tụi em sẽ làm lab OB đó mà. Chứ sao mấy đứa cũng làm những cái đề OB của tôi à? Yên tâm đi. Mình sẽ làm một chương trình quản lý ứng viên. Rồi trong đây bao gồm này, có một vài chức năng cơ bản như là tạo nè, xóa nè, update nè, xóa nè, giống như search nè, rồi gì tên nè, rồi tất cả các candidate này, on candidate có những chức năng cơ bản như ID, name, first name, last name, ngày sinh nhật, địa chỉ, số điện thoại, email rồi các thứ rồi. Tuy nhiên mỗi thằng nó lại có một cái những thuộc tính khác nữa, cái addition different attribute gồm có số năm kinh nghiệm, kỹ năng, thời gian tốt nghiệp, tốt gì đó, tùy loại này. Bây giờ tìm cho tôi danh từ chính là gì? Man, trong đây có thể có nhiều danh từ chính nha. Rồi tương ứng với mỗi danh từ chính thì mình sẽ tìm cho tôi property của nó, PROPERTIES, đồng thời tìm cho tôi method của nó. Rồi mấy đứa dành thời gian 1 phút để đọc nha. Rồi thời gian cho mấy đứa đọc 1 phút, sau đó tôi kêu tiếp. Rồi 1 phút trôi qua. Cao Chánh Anh Quân, Quân tìm cho tôi danh từ chính. Đó, nhiệm vụ của em, danh từ chính là gì? Dạ, danh từ chính là mấy cái candidate với first name, last name. Từ từ để tôi kiếm cái màu khác. Màu vàng, màu nào á, màu blue đi. Rồi giờ danh từ chính là nào? Dạ mấy cái candidate, một cái candidate nè. Rồi gì nữa? Một con cái này thôi hả? Dạ không, experience, experiment experience. Dạ, fresher intern. Rồi 2, 3, 4. Vậy túm lại là nó đưa cho tôi 4 đúng không? 4. Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nè. Cái khái niệm người ta nói là on candidate thì nó đang nói tới là candidate, experiment, fresher hay là intern?
là nó cái on luôn. Toàn bộ nam dương dương đặng nam dương dương em nghĩ là đúng dương nghĩ là on candidate này nó đang nói về bốn thằng này luôn không? Dương nó không quan tâm, Dương nó ngủ rồi. Không đúng mày ơi, cái candidate là một cái gì đó. Tại vì cái bài này á, nó mình sẽ làm bài này xuyên suốt trong trong cái chương trình mình luôn. Mình sẽ nâng từ từ lên. Hiện tại bây giờ mình tìm ra bốn danh từ chính là đúng rồi, ok là đúng. Nhưng chưa chắc bốn danh từ chính này sẽ tạo ra bốn lớp. Nó nghiệt ngã lắm, nhưng mà thực tế cái bài này giải là phải tạo ra bốn lớp, nhưng mà thực tế giai đoạn này mình chỉ tạo ra ba lớp thôi. Nó nghiệt ngã vậy đó. Là đầu tiên mình đi bước đầu tiên là mình sẽ phân tích ra bốn danh từ chính là candidate. Fresher là ông experiment, fresher và intern. Thì ở đây nó đang nói về tất cả các candidate của mình. Tất cả những ứng viên, thì ứng viên của mình là có ba loại nè, ứng viên thì có ba loại, thì nó đang nói ba thằng này thôi, nó không nói thằng candidate. Do đó mình không tạo ra một class candidate. Mình chỉ có ba class thôi là experiment candidate, fresher candidate và intern candidate thôi. Sau đó ứng với mỗi loại này nó có những thuộc tính chung nè, để tất cả những thằng này nó đều có một thuộc tính, có tất cả những thuộc tính chung này, tức là tất cả những cái class này nó đều có thuộc tính như nhau như trên đây. Ngoài ra mỗi cái class nó lại có những thuộc tính riêng của nó nữa. Rồi, thuộc tính riêng với câu hỏi là tại sao sẽ không tạo ra một class candidate, thì để tới bữa kế thừa đi rồi mình mới nói là tại sao mình lại tạo ra ba class và tạo ra bốn class. Đầu tiên là mình phải tạo ra ba class trước đã, gồm có nè experiment nè, fresher nè, candidate nè. Sau đó mình viết ra hết nè, mình sẽ thấy là experiment của mình là nó có tất cả thuộc tính chung nè, ngoài ra nó có thuộc tính riêng. Rồi fresher này nó cũng tất cả thuộc tính chung, rồi nó cộng thêm thuộc tính riêng của nó nữa. Rồi intern nó cũng có tất cả thuộc tính chung cộng thêm thuộc tính riêng của nó. Mình sẽ dẫn đến một điều là tại sao mình không tối ưu lên ta, nó chưa giống nhau nè, chưa giống nhau nè. Cái giống nhau này nó gom lại nó mới trở thành một cái candidate. Thì đó là bước tiếp theo để mình nâng cấp lên. Hiện tại cái bước của mình là chỉ là phân tích ra thôi. Nó là kế thừa đó. Bây giờ cái bước của mình đang cái giai đoạn này, cái slot số 7 hôm nay là mình chỉ phân tích là tìm cho tôi danh từ chính và danh từ chính nào có thể tạo ra được tên lớp, tạo ra được lớp, và danh từ chính đó nó có những cái đặc điểm gì mà mô tả cho nó, đồng thời nó có những hành động gì. Ở đây mấy đứa tìm cho tôi những động từ chính coi. Lỡ rồi, Quang Vũ. Dạ em nghe. Vũ bây giờ này em tìm cho tôi động từ chính coi. Dạ, create, update, delete với searching. Cái này là danh từ hay động từ? Mà thôi. Động từ mà thầy. Cái này là danh từ. Động từ. Mẹ. Dạ. Nó kiểu rồi đó mẹ. Dạ. Cái đó mình liền nhắn xong cái tiền rồi đó. Dạ rồi. Cứ trả lên liền. Dạ. Ủa là phải sửa lại thôi hả thầy? Mình mới đang đâu vậy Vũ? Mình đâu mà ồn vậy? Thôi, chết được rồi. Đang đeo tai nghe cũng biết luôn nè. Ở đây creating của mình là danh từ nha, nè, động từ mà thi in là danh từ mà, nhớ không? Nhớ không? Động từ thêm in trở thành danh từ rồi. Do đó mình phải đổi lại. Do đó mình khi mình đặt hàm thì nguyên cái danh từ này, nguyên từ này phải chuyển lại thành là động từ. Create candidate, update candidate, delete candidate. Delete nè, create nè, rồi sau đó là cái gì, update candidate đó. Mình không có đem là deleting candidate nha, không. Tên thuộc tính phải bắt đầu bằng động từ, và động từ nó mô tả cho
những hành động của đối tượng. Thì đây mình sẽ thấy là hầu hết ba cái lát này nó đều có cái thuộc tính chung là giống nhau, có bốn cái phương thức giống nhau, đồng thời mỗi thằng class này nó có những thuộc tính khác nhau. Thì ghi vô giai đoạn này tôi chỉ cần mọi người làm công việc là liệt kê cho tôi thành bảng, và chú ý làm trên giấy nha, làm trên giấy, nói rồi là làm trên giấy. Sau đó chụp hình thứ năm mình vô mình sửa nha. Chụp hình bao gồm ghi cả mã số sinh viên của mình, tên họ, mã số sinh viên nha, chỉ cần chụp lên cho tôi thôi. Ghi ra như sau, ghi là này nè, ví dụ là experiment candidate, tên lớp là vậy, rồi nó có gì đó, ID, name gì đó, gì đó bên cái nó ra sao đó, kiểu liệu là gì, rồi nó có hàm gì, rồi tương tự cái lát tiếp theo nó có gì cái gì, rồi được hiểu chưa? Không, ta đã nói là làm trên giấy, biết sao không? Đôi đây là cách tiếp cận tốt nhất, đây là phương pháp có nghiên cứu rồi, đây là phương pháp học tốt nhất và dành cho việc học lập trình, là mình phải viết ra, mình viết ra trên giấy rồi mấy đứa mới thuộc. Hiện tại là chỉ là chưa viết code mà mấy đứa, chừng nào viết code á, thì mình mới làm trên máy, còn hiện tại mình đang làm tới bước là phân tích. Chú ý nè, mình làm được cái bước phân tích này mình mới khả năng tư duy lập trình được, chứ không mình chỉ là tối ngày mình chỉ là coder thôi. Cái mức của mình chỉ là coder, là gõ lại theo những gì người ta nói thôi. Mình phải lên, hiểu không? Bây giờ mấy đứa không thể nào code cả đời được. Tôi nói bay không hay code cả đời, bay code khoảng thời gian thôi. Sau đó mình phải lên mình phân tích thiết kế hệ thống. Đây là mình đang phân tích thiết kế nè. Mình phải lên là leader rồi PM các thứ, rồi mình phân tích ra, mình không có code nữa. Chứ mấy đứa bây giờ mà cho mấy đứa nhào vô, mấy đứa tập trung vô code thì khoảng thời gian sau là mấy đứa chỉ code thôi, và code gỡ khoảng chừng 3 năm 40 tuổi là mấy đứa sẽ chuẩn bị start up, là mấy đứa sẽ mở quán cà phê, mở nước mía, mở quán nước mía ở khu công nghiệp các thứ rồi, hoặc là gì đó cũng được, mở bàn pizza, mở tiệm net. Mục tiêu của mình ra là mình làm nghề được lâu dài. Làm nghề lâu dài thì dần dần mình phải có khái niệm về thăng tiến, đúng không? Mình lên. Đó là lý do tại sao mà kêu mấy đứa ngồi phân tích cái yêu cầu này. Mình phải ra được là này là bao nhiêu lớp, thuộc tính nó là gì, phương thức là gì. Rồi mình từ mình nâng lên, sau này mình mới đến học tới software requirement, là phân tích yêu cầu nữa. Rồi từ phân tích yêu cầu là mấy đứa sẽ làm cái công việc đó là gì, PA, là business analyst. Business analyst là từ cái yêu cầu mình có nghiệp vụ, mình sẽ phân tích ra nghiệp vụ này nó sẽ làm như thế nào. Rồi sau đó mới triển khai cho bên họp lại bên PM rồi leader để đưa ra các chọn framework, chọn ngôn ngữ, chọn các cái database. Sau đó xong cái đầu chọn xong cái phân tích ra được chi tiết ra cái requirement là về vẻ cái use diagram này, use case spec rồi đó. Rồi sau đó mới quăng xuống cho thằng leader mới chia nhỏ ra cho đưa cho mấy thằng về code đó, lập trình xong cái quăng trở lại, rồi đưa cho tester phát hiện lỗi, chửi, quay trở lại sửa xong hết lỗi trả lên, up lên cái giao cho khách hàng chửi không đúng yêu cầu, là bắt đầu lôi lại thằng phần phân tích yêu cầu nghiệp vụ lại, phân tích tào lao. Rồi đó là quy trình lẩn quẩn. Sau đó mấy đứa làm cỡ chừng khoảng 40 tuổi là mấy đứa ngồi code cỡ tới 4 giờ là mấy đứa là nhót đít rồi, là chuẩn bị là muốn đi về rồi, về tại vì có gia đình, có con cái, chồng con ở nhà, chồng chờ, vợ đợi các thứ rồi đó, rồi code cũng không có được vô đâu rồi các thứ, rồi cảm thấy cuộc sống này bế tắc, rồi đi làm mà có ngày vô code hoài, ngồi máy tính cảm thấy nó mục mắt, nó mục đích. Rồi sau đó thôi quyết định, thôi bây giờ anh quyết định là thôi anh nghĩ, anh thấy là giờ có con đường duy nhất, con đường là làm giàu đó là đường start up, bắt đầu chuyển sang là xin tiền bố mẹ, xin 5 tỷ mở quán cà phê, 2 tỷ còn 2 tỷ để dự phòng mở quán thứ hai, tại vì quán số 1 thì khả năng nó sẽ thất bại, nói vậy đó.
Rồi nếu hơn thì thành công, thất bại thì bắt đầu chuyển sang là thay vì mở quán cà phê thì giờ đăng ký một cái quay xe, xe chở nước giống như mấy bà chạy đây nè, chạy nước chạy vòng vòng đó. Nếu mà tụi em theo con đường mà tụi em không có phân tích được á thì tối ngày tới giai đoạn đó thôi. Rồi quay qua nha, tiếp nha. Rồi xong xong vụ hướng nghiệp rồi, bây giờ mình đi tới một phần là mình cần có một số cái thống nhất sao. Mình có cái class bao gồm có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính, phương thức, data của mình là phải được ẩn từ bên ngoài. Data của mình phải ẩn bên ngoài. Rồi tất cả các hành vi phải truy cập thông qua cái method. Rồi tức là mình truy cập vô thuộc tính rồi đó là mình phải thông qua cái method. Rồi constructor là hàm khởi tạo. Hàm khởi tạo là một cái hiện thực hóa của cái khái niệm về overloading. Một hàm, nhiều hàm cùng tên nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu hoặc số lượng tham số truyền vào. Rồi hàm khởi tạo nó là một hàm đặc biệt, nó cùng tên tên lớp. Nó sẽ được thực thi đầu tiên khi mà mình khởi tạo giá trị. Mình khởi tạo giá trị, khởi tạo vùng nhớ cho cái object thông qua từ khóa new. Tức là khi mình class object bằng new class thì hàm khởi tạo sẽ được thực thi. Rồi getter setter. Getter setter là những cái method dùng để truy cập vô và thay đổi giá trị cho thuộc tính. Mấy phần này sẽ được nói sau. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái phần này là class gồm có data và method. Data người ta gọi là property rồi đó. Rồi dữ liệu của mình phải được ẩn từ bên ngoài. Thì mình sẽ xem trước cái này. Mình xem trước là bốn đặc điểm của lập trình hướng đối tượng. Thứ nhất, đóng gói là encapsulation. Mục tiêu của đóng gói dùng để làm gì? Bây giờ nè, tụi em gửi một cái điện thoại iPhone 7. À, nói chung là tại sao tất cả các điện thoại bán ra, điện thoại mới bán ra người ta đều bỏ trong hộp, đóng gói lại, tại sao? Không biết luôn. Đó giờ tụi này chưa bao giờ mua điện thoại. Điện thoại toàn là mua điện thoại cũ xài thôi. Hay sao nó không biết. Cho nó còn nguyên vẹn. Mục tiêu của nó là gì? Là muốn bảo vệ bên trong nó, không cho bên ngoài nó làm tác hại gì đó gì đó. Rồi, mình muốn sử dụng cái điện thoại, mình có một phương thức duy nhất là mở, phải mua đó, mở về, mở cái hộp ra để xài. Mục tiêu của tính đóng gói là che giấu thông tin. Đóng gói lại là mình bao lại, không cho anh ta thấy ngoài. Thì đóng gói che giấu thông tin thì ở đây nó đưa ra khái niệm về modifier. Modifier là những từ khóa để dùng để định nghĩa mức độ bảo mật, mức độ che giấu thông tin. Thì cái mức độ che giấu thông tin thì che giấu có thể là che giấu thuộc tính hoặc là che giấu method. Tức là những từ khóa này sẽ được đặt trước property hoặc đặt trước method. Nó có 3 từ khóa: private, protected, public. Còn no modifier tức là mình không đặt cái gì trước nó hết thì mặc định nó là no modifier. Rồi thì nhắc lại, cái modifier dùng để định nghĩa mức độ che giấu thông tin của thuộc tính hoặc là phương thức. Tính đóng gói dùng để che giấu thông tin, tránh cho bên ngoài truy cập. Rồi trước tiên đó thì mình phải xem một ví dụ như sau. Đâu rồi, ví dụ như sau. Đây mình có một ví dụ, mấy đứa xem ví dụ này nha. Rồi mình thấy ví dụ này, mình nhìn cái hình này. Bây giờ nó coi Nguyễn Anh Tuấn đây. Giờ mình vô Nguyễn Anh Tuấn. Anh Tuấn, Tuấn nó có 80 tỷ trong tài, 80 tỷ trong tài, tỷ Việt Nam đồng nha. Nó học đây là niềm vui thôi chứ thực sự 80 tỷ này nhà nó cho thuê kinh doanh rồi. Rồi, 80 tỷ trong tay nha anh Tuấn. Em có đủ vậy không? Em làm gì có 80 tỷ thầy. Rồi. 800 ngàn thôi. Rồi, Tuấn nó có 80 tỷ nó đã xác nhận. Rồi,
bây giờ Tuấn nó có 80 tỷ nó khai báo một cái kiểu dữ liệu nó là INT nè, amount nè, amount cái class của nó nè, class của nó là trong cái class nó có một thuộc tính là amount, amount để chứa 80 tỷ của nó đó. Hiện tại cái class này chỉ là amount thôi, chỉ là tên tên của thuộc tính. 80 tỷ là object. Rồi bây giờ nó đưa ra bốn từ khóa: private, no modifier, protected hay public. Thì no modifier tức là mình không khai báo gì hết. Giờ nó có mấy phạm vi như sau khi mình viết chương trình. Cái class của mình là gì? Cùng một class, cùng trong cái class đó là bên bản thân đó, bản thân cái class đó, tức là mình khai báo là gì này, class rồi a b c, rồi trong dấu ngoặc này người ta gọi là bản thân, là trong trong nội tại của class này ta gọi là class. Trong cùng bắt kịch, thế nào là cùng bắt kịch vậy Tuấn? Anh Tuấn, cùng bắt kịch là sao? Bắt kịch để làm gì? Rồi từ khi nó phát hiện nó cá 8 tỷ nó quyết định nó nghỉ học luôn. Nguyễn Anh Tuấn đâu rồi? Ủa, kỳ vậy? Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn, nhà ở Củ Chi. Nguyễn Anh Tuấn, nhà ở Củ Chi. Bắt kịch dùng để bắt kịch dùng để phân loại các lớp. Sai rồi, bây giờ hỏi nè. Bây giờ nhà em có mấy người? Đầu tiên bây giờ người là nhà em nè, nhà thằng Tuấn nè, nó có ba nè, có mẹ nè, có chị nè, rồi có nó nè, con Tuấn nè. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ Tuấn, bây giờ em cho cái thằng đâu rồi, thằng Tống Đức Trung được không? Cho thằng Tống Đức Trung vô ở được không? Vô ở đây được xài đồ nhà của em, rồi ăn cơm ba mẹ nấu, rồi các thứ rồi đó, được không? Xài máy tính của em trong nhà luôn, bây giờ bỏ vô đây được không? Thằng Đức đó vô được không? Thằng Đức đó. Chứ không hả? Đúng rồi, làm sao cho vô được, nó có liên quan gì nhau đâu, tự nhiên đi vô nhà ta vô duyên không? Thì dẫn đến một việc là trong bắt kịch là chứa những cái class nó có liên quan với nhau, nó mới chứa, chứ rảnh hay chứa những thằng không có liên quan chứa chi. Vậy bắt kịch là những thằng nào mà có liên quan với nhau được chứa trong cùng một chỗ, thực chất là cùng thư mục đó, cùng phòng đi, giờ mình nói cùng thư mục là cùng phòng nha, mình tưởng tượng cùng phòng. Mày nói được là sao, mình để nãy tôi im lặng, tôi đi vô phải tìm thông tin, tôi định gọi điện về gia đình rồi đó. Tôi coi có người gọi thầy ơi. Tôi định gọi điện thoại cho số điện thoại để trong hệ thống nè, định gọi cho bố nè. Không biết là con anh nó đang học mà nó bị gì sao mất tích, tôi lo lắng. Tôi không phải bán vốn nè, tôi sợ em bị gì chứ gì. Rồi lớp con lớp con là con nó là con của ông Tuấn thầy được, con này là xã hội. Rồi mình đang có những cái phạm vi ngoài xã hội, con cùng phòng bản thân. Bây giờ Tuấn có 80 tỷ nó khai báo một INT amount. Đầu tiên khi mà thằng Tuấn này nó vừa được thừa kế 80 tỷ cái nó mới đặt vô từ khóa private ở đây, nó để từ khóa private private trước cái INT amount. Thì khi đó cái số tiền 80 tỷ này chỉ duy nhất bản thân của thằng Tuấn xài được thôi, tức là bản thân trong cái class này mới được truy cập trực tiếp vô cái amount đó, bản thân nó thôi. Thằng cùng phòng cũng không được xài, con nó không được xài, xã hội thì duyên không rồi.
sau một khoảng thời gian Tuấn nó xài tiền, tiền nó 80 tỷ, nó vẫn còn 80 tỷ tại vì nó lấy tiền lời, nên lời nó ăn xài thôi à. 80 tỷ tiền gốc vẫn còn. Cái nó thấy cái thằng cùng phòng nó lên đại học, nó ở cùng phòng, nó ở chung với lại thằng Đức Trung. Đức Trung thì nó hay cá độ đá banh. Sau đó nó thua được thua, nợ nần chồng chất. Nhưng thằng Đức Trung nó lại sống cùng thằng Tuấn Anh. Thằng anh Tuấn nó cảm thấy thương cảm. Cái đầu nó bỏ từ khóa private này đi. Bỏ từ khóa private có nghĩa là nó trở thành no modifier. Khi đó thì cơ hội của thằng Đức Trung tới rồi. Khi đó bản thân của thằng Tuấn vẫn xài được 80 tỷ này. Thằng cùng phòng là thằng Đức Trung xài được 80 tỷ luôn. Tức là được quyền lấy 80 tỷ ra thay đổi số dư của nó, hay là bỏ tiền vô 20 tỷ nữa, hay là rút ra 50 tỷ, làm được hết. Khi mà mình bỏ đi từ khóa private, mặc định nó là default. Ta gọi là default đó, là gọi no modifier. Rồi đến 3 tháng sau, sau khi giúp đỡ bạn bè xong thì Tuấn, em có hay đi chơi đêm không? Không thầy ơi, toàn là mở cửa cho nhà trọ về không thầy. Rồi, thằng Tuấn nó hay đi chơi đêm, thường là khoảng 11, 12, 1 giờ đêm nó mới về. Thì nó hay đi thuê nhà nghỉ nó ở. Thì sau khoảng 3-4 tháng, nó cỡ 6 tháng nó lên, bố mình nó học. Cái ra quận 9 nó học, nó lại có mấy đứa con rơi. Này, nó con rơi như đấy. Thì dĩ nhiên con là phải nuôi đúng không? Sau đó cái thằng Tuấn nó mới khai báo lại cái số tiền đây là để được là protected. Thì khi đó ai được xài số tiền này? Bản thân nó xài. Đức Trung vẫn được xài, là cùng phòng đó. Yeah. Rồi con của nó được xài luôn. Rồi tới một khoảng 2-3 năm sau thì số tiền vẫn còn. Thì bây giờ trong tâm tưởng của thằng Tuấn nó có một suy nghĩ là nhiều để làm gì, trong khi xài hoài không hết, trong khi nhiều người còn khó khăn, ví dụ như thầy Hòa cuộc sống vẫn còn khó khăn đó, nó mới suy nghĩ là thôi nó không để protected nữa mà nó để vô là public. Thì khi đó ok, cả xã hội đều xài được số tiền này, ai cũng có quyền truy cập trực tiếp vô số tiền đó hết, được chưa? Đây là một ví dụ thực tế về cuộc đời của ông Tuấn và anh Đức Trung. Thì mình sẽ thấy những cái từ khóa này nó dùng để định nghĩa mức độ che giấu thông tin của một thuộc tính hay là phương thức nào đó. Ví dụ mình khai báo là thuộc tính có modifier là private thì chỉ bên trong cái class này được truy cập trực tiếp, còn bên ngoài không truy cập được. Bên ngoài tức là khác bắt kịch á, mình không thể nào truy cập trực tiếp vô cái thuộc tính này được, mình phải thông qua một cái hàm nào đó. Rồi no modifier thì cùng bắt kịch tức là như vậy, mình có một lớp A trong ABC đi, ABC này nó có một cái thuộc tính là amount, protected amount này, sau đó abc.java rồi cái d.java. Trong d mình lại khai báo ra rằng là một cái abc, một cái class abc, một cái object o bằng new abc. Hôm nay mình truy cập trực tiếp được là thằng a o này chấm a chấm amount bằng 5 là ok, vẫn được. Đây là khái niệm là cùng bắt kịch thì có thể sử dụng tác động trực thay đổi được cái thuộc tính của cái lớp trên đây luôn, những lớp khác. Rồi con là mình dùng từ khóa extend để khai báo là thằng con nó sẽ kế thừa những thuộc tính, những phương thức của thằng cha. Còn public là mình khai báo là nó thuộc về rồi xã hội, rồi ai truy cập vô cũng được, ai muốn làm gì làm. Đâu rồi, bây giờ mình quay lại ở đây, mình thấy là tính đóng gói dùng để che giấu thông tin private
protected, public. Những thằng này người ta gọi là modifier. Modifier dùng để định nghĩa cái mức độ che giấu thông tin cho attribute hoặc là method. Như vậy là đây là những từ khóa đặt trước property hay là đặt trước method để định nghĩa về mức độ che giấu thông tin của nó so với bên ngoài. Rồi với private thì nó chỉ được truy cập duy nhất bên trong cái lớp đó thôi, không được truy cập lớp ở ngoài, truy cập vô không được. Và chú ý nè, private modifier phải là default cho tất cả các attribute, tức là tất cả thuộc tính của đối tượng thường phải được khai báo là private. No modifier là được truy cập bên trong lớp hoặc là tất cả các class mà cùng bắt kịp cùng nhà đã được xài tiền của nhau, được thay đổi thông tin của nhau, được xài hết. Rồi tới protected thì protected là mở rộng ra nữa cho con của nó xài được. Rồi public là mở rộng cho toàn xã hội xài được, ai cũng truy cập được hết. Rồi chú ý là mình không có xài public cho attribute chứ, ngoài những trường hợp đặc biệt thôi. Thì đây không phải là một ý tưởng tốt cho việc sử dụng public cho attribute. Rồi quay trở lại đây hình này. Như vậy mình sẽ có cái gì ở đây? Đây nó đang nói về cái mức độ che giấu thông tin, gồm có private là chỉ bên trong cái lớp xài, khác không được xài. No modifier thì bên trong lớp xài cùng bắt kịch xài. Protected bên trong cùng bắt kịch, còn của nó public cả xã hội xài. Private thường định là để là modifier mặc định cho thuộc tính. Public chú ý không xài public, thường là sẽ xài public cho method. Tại vì truy cập vô đối tượng thì phải thông qua method, thì do đó thường là method nó sẽ public. Ngoài ra nó có một số cái chức năng đặc biệt mình cần khai báo là private kia thôi. Rồi hôm nay mình chỉ là tới đây thôi, mình chỉ là tìm hiểu khái niệm về class, về object. Mình có cái khái niệm cơ bản về đóng gói, tại vì phần này là mình sẽ được nhai đi nhai lại rất nhiều lần. Mình sẽ đi nhai lại là class là gì, object là gì, rồi mình sẽ làm bài kia thứ tư mình sửa, rồi mình sẽ tìm hiểu về data type, rồi phân biệt lại là private, protected, public, rồi đóng gói dùng để làm gì, kế thừa dùng để làm gì. Ê mấy đứa, kế thừa dùng để làm gì, mấy đứa nghĩ coi nè. Bây giờ quay lại câu chuyện của Tuấn hồi nãy. Là Tuấn nó được ba nó cho là 80 tỷ tiền kế thừa. Ba nó đã lao động trong vòng 2 năm dư 80 tỷ và ba nó quyết định cho nó 80 tỷ. Thì bây giờ cái việc mà kế thừa đó thì nó giúp cho thằng Tuấn như thế nào? Nó giúp cho thằng Tuấn nó không phải mất thời gian để tạo ra 80 tỷ. Có thể là ba thằng Tuấn dùng cần 2 tháng để tạo ra 80 tỷ, nhưng mà thằng Tuấn có thể dùng 100 năm mới tạo ra được 80 tỷ. Thì kế thừa mục tiêu là tái sử dụng code. Rồi có ai thắc mắc gì không? Thắc mắc về khái niệm, về class, về object, về gì đó, ví dụ rồi đóng gói không? Rồi chú ý nè, học cái này nha, danh từ chính, động từ, rồi danh từ phụ, tính, phương thức, tên lớp, xuất ra này. Mình phải làm ra cho tôi cái bài assignment viết trên giấy, bao gồm ghi tên. Rồi. Xong nha. Có ai thắc mắc gì không? Thắc mắc đi. Thầy ơi, thầy cho em xem lại cái hình để mà làm cái vẽ đó ra được, làm được bài trên giấy được không thầy? Là cái nào? Là cái UML. Dạ đúng rồi, cái slide đó đó thầy. Ừ. Dạ rồi, em cảm ơn thầy.
Thầy ơi, cái này có trên slide đúng không thầy? Có. Rồi xong nha. Rồi để điểm danh.